Điểm hẹn Chúa Nhật 27 tháng 11 2022. Hiệp hành với hai mẹ con Hải Dương. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay chúng ta đã bước vào Chúa Nhật cuối cùng của tháng 11, tháng các linh hồn. Trong tháng các linh hồn, chúng ta đã cùng hiệp hành với Việt Kiều, hiệp hành với kẻ bé mọn, hiệp hành với giáo viên. Và hôm nay chúng ta hiệp hành với hai mẹ con Hải Dương. Tháng các linh hồn, chúng ta nhớ cầu nguyện cho những người thân yêu của mình đã qua đời. Dâng tất cả những lời cầu nguyện, những hy sinh và việc làm bác ái để cầu nguyện cho những người thân yêu đã qua đời. Và nhóm thiện nguyện Tín Thác cũng như là nhóm Khát Vọng chúng tôi trong tháng 11 cũng đã đi công tác bác ái để với mục đích là cầu cho các linh hồn. Vì anh chị em đóng góp công việc bác ái của mình để chỉ cho những người thân yêu của mình khi còn sống có khi họ đã thiếu sót phần bác ái, chưa có lòng thương xót với anh chị em của mình. Giờ đây họ phải đền phải trả và chúng ta giúp họ bằng cách là làm việc bác ái cầu cho các linh hồn. Đó là chúng ta đang bước đi trong thương xót. Bước đi trong thương xót. Bước đi trong thương xót. Chúng ta cùng song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường, dẹp chuyện xung khắc, đập tan mối dây hận thù, tình thương tha thứ, xoa dịp ân oán thiên thu, xót thương chia sẻ bao người yêu đuối lầm than, tìm nguồn uy an, đỡ nâng ai bước hoang đàn, song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành tiến về thiên đường, lòng luôn yêu mến rộng tay đón ai lỡ làng, tìm về bên Chúa ru sạch năm tháng đi hoang, sống quên ân tình lỡ lầm thiếu sót ngày qua, tìm về bên Chúa xót thương xin Chúa thứ tha, song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường. Vâng, thưa anh chị em và các bạn, chúng ta cùng hiệp hành với hai mẹ con Hải Dương. Anh chị em nhìn đây, anh chị em đoán ai là mẹ, ai là con? Ai là mẹ, ai là con? Chị giới thiệu cho mọi người biết chị tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì? Dạ, thưa cha và cộng đoàn, con là Vũ Thị Tâm, con ở Hải Dương, xứ Kẻ Sạt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Con 58 tuổi. Con làm nghề gì? Con làm ngoài nội trợ, trông cháu ấy. Con học có lớp 3. Vâng, cho một tràng pháo tay hoan hô chị Vũ Thị Tâm ở giáo xứ Kẻ Sạt thuộc tỉnh Hải Dương. Còn con? Dạ, con thưa cha và cộng đoàn là con tên là Phạm Thùy Dung ạ. Năm nay con 33 tuổi. Con đến tại là giáo xứ Kẻ Sạt, thị trấn giáo xứ Kẻ Sạt, thị trấn Kẻ Sạt, Bình Giang, Hải Dương. Dạ, con làm nghề văn phòng. Hả? Con làm văn phòng ạ. Vâng, như vậy thì anh chị em có biết ai là mẹ, ai là con chưa? Dạ rồi. Ai sinh trước thì là? Mẹ. Ai ít tuổi hơn thì là? Con. Rồi, cho một tràng pháo tay hoan hô. Hai mẹ con Hải Dương. Con, làm sao mà con biết đến điểm hẹn Chủ Nhật mà hôm nay con có mặt ở đây để gặp gỡ và chia sẻ với mọi người trong Chủ Nhật cuối tháng 11 này? Dạ thưa cha, phải nói là trước khi biết đến cái điểm hẹn Chủ Nhật thì con phải là biết đến giáo điểm tin mừng trước ạ. Mà biết được giáo điểm tin mừng là qua bố chồng con.
cũng đã được qua rất là nhiều người giới thiệu đến, và bố con đã có dịp được vào giáo điểm Tin Mừng. Và sau khi ông về thì ông có mua những cái quà, các băng cassette của cha và để gửi tặng đến cho tất cả mọi người trong gia đình. Thì tới lúc đấy là con với cả mẹ con là đều biết đến lòng Chúa thương xót. Vâng, và đã theo dõi cha từ lúc đấy. Con theo dõi cha, ghê quá. Con theo dõi cha từ đâu đến đâu? Dạ, con theo dõi cha từ giáo điểm Tin Mừng ở nhà mẹ cho đến tận đây ạ. Đến tận đây. Rồi hôm nay sao con có duyên nào mà được đến cùng với các bạn để mà điểm hẹn Chủ nhật cuối tháng 11 này? Dạ, thưa cha, đấy là cũng là thật sự là may mắn ạ. À, vì chuyến đi này là bất chợt là được ngày nghỉ, vừa dịp nghỉ của con nên mà quyết định là phải vào đây. Mà vào đây thì điểm đầu tiên đến là để đến giáo phận là để gặp cha. Đến mà gặp thì tốt, nhưng mà nếu mà đến xong rồi đi về thì hơi uổng. Thế thì hôm nay cha mời con với mẹ đến đây, con có thể nói với mẹ để mẹ chia sẻ về những ơn con và mẹ cũng như những người thân yêu trong gia đình nhận được từ lòng thương xót Chúa, rồi mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa như thế nào. Đó là điểm rất là quan trọng, vì chúng ta bước đi trong thương xót là nói cho mọi người về lòng thương xót Chúa ban cho tôi. Bước đi trong thương xót là làm chứng cho mọi người rằng tôi là người được Chúa xót thương. Bước đi trong thương xót là loan truyền cho mọi người để những ai chưa nhận biết lòng thương xót Chúa, họ sẽ nhận biết lòng thương xót Chúa. Đó gọi là bước đi trong thương xót. Bước đi trong thương xót. Bước đi trong thương xót. Dạ, thưa cha, là hôm nay vào đây thì tâm nguyện của mẹ con nó cũng rất muốn được chia sẻ với cả cha cùng với cả cộng đoàn những cái ân sủng mà gia đình con đã nhận được từ khi biết đến lòng Chúa thương xót. Dạ. Run quá chạ. Run, đương nhiên là run rồi. Không run mới là lạ chứ. Vâng, thực ra là gia đình con thì nhận được rất là nhiều ơn. Và ơn lớn nhất và sâu sắc nhất và người đi lan truyền lòng Chúa thương xót nhiều nhất có thể đến là mẹ con. Vâng, thì có thể là đầu tiên thì mẹ con sẽ bảo mẹ rằng là mẹ sẽ truyền đạt lại cái ơn đầu tiên mà mình nhận được khi mà biết đến lòng Chúa thương xót, đấy là cái lúc mà bố bị bệnh. Vâng. Dạ, thưa cha và cộng đoàn, từ lúc con biết đến lòng thương xót Chúa thì nhà con lại bị một căn bệnh. Đến lúc mà con được ông thông gia cho con cái máy, thế con bảo ra con nghe, thì con bảo ôi thế sao thì không xin cầu xin Chúa nhỉ, bao nhiêu người được ơn như này mà lại không cầu xin Chúa. Thế là đến lúc mà con bảo nhà con là hôm nay không đi khám bệnh, mai không đi, từ ngày kia đi, con cứ mang cái đài con ôm chặt này, đi đến phòng nào con cũng xin Chúa soi sáng cho gia đình con, cho nhà con được gặp thầy gặp thuốc, cho bác sĩ tìm ra bệnh cho nhà con. Thế nên khi đi khám thì người ta bảo chồng con bị u lấm phổi, mà để bác sĩ giỏi, bác sĩ Đỗ ở bệnh viện Trung ương, phổi Trung ương. Thế con mới bảo là con lại cứ nghĩ là nhà con bị lao, thì con lại còn tạ ơn Chúa lại không bị lao, thì các con các cháu con lại vây quần chúng con được. Chứ nhà con mà bị lao thì giờ các con đang trông các cháu con mà lại ngừng lại mấy tháng thì các con các cháu con buồn lắm. Mà vợ chồng con tâm huyết với các con các cháu. Thế đến khi con bảo bác sĩ là thôi cứ cho thuốc cho nhà em về. Thì cho về thì nhà con uống mà thì tại sao mà không đi xin ông thông gia cái số điện thoại của cha nhỉ? Thế uống được 3 hôm thì cũng không thấy gì, vẫn ho ra máu. Thế đến khi xin số điện thoại của cha thì nhà con nhắn tin hôm trước hôm sau, đến hôm thứ 3 con nhà con nhắn tin thì cha buổi trưa trả lời. Cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện từ lúc 3 giờ và 5 giờ chiều dâng thánh lễ. Một phát con bảo Chúa cứu cha ông rồi. Con đập ngay vào ngực, con bảo Chúa cứu ông rồi. Thế là con sướng quá, con mừng quá. Mà ngày hôm ý là các bạn con coi như là có một ngày chia sẻ đi chơi. Con bảo các bạn tớ không thể đi được ngày hôm nay, dứt điểm là không thể đi được. Đến 3 giờ chiều hai vợ chồng con đứng lên cầu nguyện. Cha còn giao hẹn là mở vi tút lòng có lòng thương xót, có lòng thương xót Chúa cái cầu nguyện. Vợ con, hai vợ chồng con nhà con đút cái điện thoại mà hót đến. Bắt đầu vì ngoài lòng Chúa xót thương không còn hy vọng nào. Mà đúng nhà con không còn hy vọng nào thật. Mà hai vợ chồng con khóc chút hết cả, nhà con bảo là lúc xong nhà con bảo kể chuyện này, chút hết cả một như là luồng điện xuống dưới chân này. Thế là từ lúc ý đọc xong một cái thì là
hai vợ chồng con đến chiều nhà con ho ra không có ra máu nữa. Thế con bảo tạ ơn Chúa không thể hết được, Chúa làm cho nhãn tiền. Mà đúng là từ lúc ý nhà con tín thác của Chúa, từ các con tín thác của Chúa, từ con dâu con rể, tất tần tật cả cháu tín thác của Chúa. Thế là hàng ngày chúng con cầu nguyện, không ngày nào con ngừng nghỉ, mà con thậm chí con cho cháu con ngủ, con không ngủ được, con vẫn cầu nguyện hàng ngày. Con để theo dõi, coi như con nghe bài giảng của Chúa hàng ngày. Ngoài việc mà chồng của chị đó được ơn Chúa chữa lành về bệnh thân xác đó, thì điều quan trọng như chúng tôi vẫn nói với anh chị em, chứ bệnh thân xác đối với Chúa chỉ là nửa nốt nhạc, có khi chỉ có 1% nốt nhạc thôi, tích tắc. Vì ai cũng muốn được chữa bệnh thân xác, cho nên là họ muốn, họ tin, họ cầu thì Chúa chữa. Nhưng mà điều quan trọng hơn là qua cái việc Chúa chữa lành thân xác ấy, Chúa chữa lành tâm hồn mới là khó. Vì tâm hồn người ta đang muốn ăn chơi, người ta đang muốn tội lỗi, chẳng muốn mấy người trở lại. Họ đang muốn thoải mái, họ đang muốn dễ dãi. Vì gì mà phải đi đọc kinh cầu nguyện thì họ khó lắm. Họ đang là sống theo cái bản năng tự nhiên của họ, chích choác nhậu nhẹt, mà bây giờ bảo là bây giờ sống cho nó đàng hoàng lại khó lắm. Vậy thì chồng của chị đó, hay là bố của con đó, ngoài cái việc mà được ơn chữa lành thân xác thì bố con được chữa lành tâm hồn như thế nào, con có thấy không? Dạ có, bố con được chữa lành tâm hồn là rõ ràng luôn. Là ngay sau cái buổi hôm đấy xong là cái tuần lễ thứ bảy đấy, là bố con là đi lễ và xưng tội luôn. Và sau hôm đấy là chưa một bỏ một cái buổi lễ nào. Và trước đó thì bỏ chạy. Trước đó thì bỏ. Và thực sự là có khoảng độ mấy năm lúc làm lễ trọng đấy thì có gì thì bố con mới xưng tội thôi. Và còn sau lúc đấy là đều đặn luôn, không bỏ buổi lễ nào luôn. Bây giờ là có việc gì đấy mà ấy thì thứ bảy giờ đấy là phải đi lễ. Có làm gì thì làm, ăn gì thì ăn, là cứ đến cái giờ đấy là phải về đi lễ. Chà. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Còn đấy là chồng của con. Còn mẹ con thì sao con? Dạ mẹ con thì mẹ con cũng nhận được ơn rất là nhiều luôn. Mẹ con thì nhiều bệnh lắm ạ. Mẹ con trước mẹ con nhiều bệnh là bệnh xoang rồi thoái hóa là rất là yếu. Nên là lúc mà mẹ con đi chợ ấy là hay bị ngất lắm. Ngất rồi xong mà nghỉ chợ, lúc đấy từ lúc đấy là về là cứ nội trợ và chăm con cho các cho chúng con thôi. Nên là sau khi mà cha mẹ con vào giáo điểm tin mừng gặp cha, mẹ con nhận được rất nhiều ơn. Và ơn như thế nào phải chính mẹ con mới có thể trải lòng được hết được cái ơn đấy cha. Mẹ con thưa cha và cộng đoàn, đúng là con thì bệnh đến nỗi mà các chị em ở chợ đều biết là con bệnh như thế. Thế đến lúc mà con được ơn mà con cứ cầu nguyện, con cứ thấy nhẹ nhàng, cầu nguyện hàng ngày với Chúa nhẹ nhàng, thế là con cứ thoát được hết, coi như là từ trên đầu xuống dưới. Thế con bị viêm xoang mấy chục năm mà con khổ lắm. Nếu mà cái mùa này thì con không nói được như này. Thế mà đến khi con được ơn Chúa, con về, lúc hôm con vào giáo điểm tin mừng, con chỉ mong ước là, con còn bảo với con là thôi cứ cho mẹ vào giáo điểm tin mừng, mà ai đi đến tin, giáo điểm tin mừng xong là về thẳng về nhà, chứ không được rẽ ngang rẽ dọc ở đâu. Thì là mẹ vào, mẹ cầu tạ ơn Chúa và cầu nguyện và làm chứng cho bố con. Thế đến khi con vào thì con bảo con nên làm chứng cho Chúa, thì cha ghì con, ghì chặt mũi con vào người cha. Thế lúc con về thì lại ngay hôm ý là mai con phải về rồi, thì con lại không ở lại được nữa. Thì lúc con lên máy bay là con như lổ tung mũi ra, con bảo con xin Chúa, con chịu được, Chúa cất đi cho con. Thế là về đến nhà cứ xì ra máu. Con bảo mẹ vừa vào giáo điểm tin mừng xong, mẹ phải ấy chứ. Mẹ lại còn bảo con là gọi điện cho cha Long, nhắn tin cho cha Long đi. Thế con lại bỏ kinh ra con đọc, con lại bỏ quyển kinh ra con đọc. Thế con bảo con tín thác vào Chúa, con tin tưởng ở Chúa, xin Chúa chữa cho con. Thế là từ hồi đến bây giờ là mấy năm là con không bị như thế, mà con nói được như thế này, chứ không thì mọi khi là con không nói được như này. Còn bệnh thái hóa bốn đốt sống cổ bên này, bốn đốt sống cổ bên này, thì hôm đầu tiên cha vào cha lại không đặt đầu con, cha lại ôm vào hai bên này. Thế con về con cứ thấy nhẹ, con gội đầu thì con lại bảo chồng con là ông ơi ông sợ tôi cái gái sao lại luôn lại nhẹ này, hết các cái cục lẩn bẩn đi đâu ấy. Thế nhà con sợ, con lại không tin. Xong rồi con lại đến bác sĩ coi như chuyên môn là nắn bóp cho con bảo thử nắn bóp hộ cái cổ xem giật này nó như nào mà lại chả thấy gì. Nó bảo thì chị đi chữa ở đâu đây, bảo nói thật mới cả không chữa ở đâu, chỉ có lòng thương xót Chúa đây kìa, lòng thương xót chữa, chứ còn mọi bác sĩ mới cả các người châm cứu không ăn thua gì. Thế là con mới sướng quá, xong rồi con bị co thắt cơ tim. Tự nhiên nó có nhẹ, con lại sang con kể với cả em gái con, em dâu con. Thím An ơi, dồi ôi chị sướng quá.
tự nhiên nó chút được cái ngực của chị sướng quá. Thế nên có lúc con cứ hết bạn bè con đi nhà thờ, con kể chuyện cho hết bạn bè. Thế là bạn bè con coi như là cũng ấy bảo nói thật chứ, chỉ có tín thác vào Chúa thì Chúa cho mọi sự. Chứ còn Chúa không lấy của mình một cái gì, mà chỉ có cầu nguyện thôi, mà cầu nguyện này nhẹ tâm hồn mà nhẹ nhàng, mà con thích cầu nguyện lắm. Hàng ngày con cầu nguyện mà con còn xương khớp. Đã bảo con đi bắt mạch với cả đi uống thuốc là triền miên, mà người ta bảo con là suy nhược cơ thể. Thế là tất tần tật, con không có một cái gì là con khỏe tất cả. Thế mà bây giờ con trông, từ hồi con về đến giờ, con trông cháu con mà con từ sáng đến tối, ngủ thì ngủ ít, cháu ngủ cùng. Con này, con này ngủ cùng với con nhưng mà con vẫn khỏe. Mà con năn như bi, mà con chỉ thích làm các việc mới không một cầu nguyện thôi. Đấy, con sướng như thế. Bị hết, tất tần tật, còn bây giờ được Chúa chữa thì con lăn như bi. Cái dùng những cái từ đúng là hai mẹ con Hải Dương, phải không? Cái từ địa phương dùng hết tất tần tật, mà bây giờ con khỏe thì con lăn như bi vậy. Mà có một cái điều ấy, chị em để ý, nãy giờ chị chia sẻ về chồng chị và chị ấy, mà luôn luôn đề cao là lòng thương xót. Mà nhất là chị và chồng chị khóc vì vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Đấy, ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chị không hề nói là tôi chữa nha, không hề nói cha Long chữa nha, đúng không? Không hề. Trong ai mà nghe, mà những người làm chứng thì vui lòng nghe cho nó rõ. Người ta làm chứng là Chúa chữa lành cho người ta, vì người ta đặt niềm tin vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương không còn nguồn hy vọng nào. Phải sắc tín như vậy cơ. Đến mà cứ mơ mơ màng màng, không biết là có được hay không, không biết Chúa có làm hay không, rồi đến coi nó như thế nào, rồi tò mò coi sao, rồi coi ai là người chữa, rồi ai là người thế này, ai là người thế kia. Đến với tâm trạng như là con cú vọ nó đi, nó rình mò. Đến với tâm trạng nghi ngờ, không ăn thua gì. Chúa không phạt cho là may rồi. Cái tội là nghi ngờ, cái tội là tội đi là ngờ vực, rồi cái tội là tội đi rình chờ, giống như là những người Pha-ri-siêu lúc nào cũng rình coi Chúa Giê-xu có sơ hở cái nào để mà bắt bẻ. Những con người như vậy thì chắc chắn họ không được ơn đâu. Chỉ những con người hồn nhiên đơn sơ như vậy này, Chúa chữa tất tần tật đấy, rồi khỏe thì lăn như bi ấy. Đó, phải như vậy cơ thưa anh chị em. Phải sắc tín là nói với mọi người khỏe rồi, tôi vui rồi, tôi hạnh phúc rồi, vì Chúa làm, chỉ có Chúa làm mà thôi. Có anh, có chị có nói gì cha Long đâu. Nghe cho rõ chứ ạ? Anh nghe rõ không? Chị nghe rõ không? Bạn nghe rõ không? Hallelujah! Ta ơn Chúa! Rồi còn gì nữa không con? Dạ còn nữa, đấy là cháu gái con ạ. Con bé nó còi lắm. Nó không ăn hoa quả cái gì, nên là từ bé cái đường ruột nó rất là kém. Và cuối cùng là nó bị cái bệnh trĩ trong ấy ạ. Mỗi một lần đi vệ sinh là cực khổ luôn chứ ạ. Thế nhưng mà từ ngày đấy là gia đình biết đến lòng Chúa thương xót, là ở với bà là bà cứ bảo con cứ cầu nguyện đi, con cứ muốn nói gì với Chúa, xin Chúa như thế nào thì Chúa sẽ chữa cho con. Thế cuối cùng con bé nó nghe theo chứ ạ, theo và nó cầu nguyện lúc đi ngủ ấy ạ. Vâng, đọc những cái kinh cơ bản, bảo là thôi con cứ thuộc những kinh nào con cứ đọc, con dâng hết lên cho Chúa. Không cần, lúc đấy hồi đấy là nó được 9 tuổi, 10 tuổi. Vâng. Đấy thì nó đọc xong đến hôm sau là ok luôn cái đường đấy chà. Ok luôn cái đường đấy. Mà bà ơi con đi dễ dàng lắm. Từ lúc đấy đến bây giờ là không còn bị tháo nữa. Gần như là khỏi luôn cái đấy. Nên là con bé nó tín thác ạ. Vâng, chịu khó đi lễ. Người ta bảo là ai đau khổ vì bệnh trĩ đó, phải không? Những cái đau khổ đó. Nói chung thì cái bệnh nào cũng khổ, bệnh nào cũng đau, mà bệnh nào cũng khổ. Chứ không phải là bệnh này thì đau hơn bệnh kia thì đau hơn bệnh nọ. Cho nên những người đau họ khổ, và họ mới chạy đến với Chúa. Có ông thầy lúc ăn cơm trưa, hai anh em với mấy cha ngồi, nói sau cái này anh Long, họ đến nhiều thế, bảo tôi cũng chả biết nữa. Mà tớ đã nói bao nhiêu lần rồi, thôi đừng đến nữa. Vì đây không phải là chỗ để mà mọi người có thể tìm đến được, vì nhà chung.
phải lo các cha, các thầy học rồi đủ mọi sinh hoạt hết, chứ đâu phải là như giáo điểm ngày xưa chỉ cho giáo dân đến bất kể là người giáo dân hay là người không giáo dân, là người có đạo hay người không có đạo. Ông thầy nói thôi cho lòng ạ, cha chịu khó vậy đi, chứ đừng có la họ, tội nghiệp họ. Vì họ là những người đau, những người bệnh, họ khổ lắm, không còn cái đường nào họ mới đến với cha thôi. Họ đến với Chúa thôi. Họ người không có đạo, họ biết gì đâu, bây giờ mình la họ, mình đổi họ, mình không tiếp họ, tội nghiệp lắm. Một cha khác nói tội nghiệp anh Long, bỏ thương vương thì tội, không tiếp thì không đành, mà tiếp thì lại đoạn, là thế nào cũng dính chấu, dính trưởng hơn. Thế là cũng bị nói này nói kia, mà không tiếp thì không đành. Cho nên là cũng có lúc nói thật với tụi con, lúc cha dây dứt lắm. Bây giờ tưởng tượng coi hai mẹ con nó từ Hải Dương, từ miền Bắc, mấy ngàn cây số vô đây. Bây giờ bảo thôi đi về đi, thôi ở đây không có tiếp được, có đành không? Thấy chưa? Mà họ có đến họ có xin mình cái gì đâu, họ có làm hại mình cái gì đâu. Họ chỉ xin cầu nguyện chứ họ có xin tiền, xin bạc gì đâu. Họ có đến làm gây khó dễ gì đâu, họ cũng đâu có đến gây trở ngại gì đâu. Nhưng mà nó khổ như vậy. Nó khổ cái là đây là trung tâm mục vụ, không phải là giáo điểm tin mừng, không phải là một nơi rộng rãi để mọi người có thể đến cầu nguyện được. Cho nên vẫn cứ ước mơ có được ốc đảo lòng thương xót là như vậy tụi con. Có ốc đảo lòng thương xót như vậy thì bất kể mọi người có thể đến lúc nào cũng được, giờ nào cũng được, ở đâu cũng đến được, và bất cứ người nào cũng có thể đến được. Còn đây thì mình phải chấp nhận có những giới hạn. Thôi mong ước giờ của Chúa ra tay để chúng ta có được ốc đảo lòng thương xót. Còn đứa cháu nào nữa bị được hỏi không? Dạ, con có đứa cháu hơn 40 tuổi rồi. Thế mà nó lại trong đấy khi đó là nó là ba cái u ở dạ con. Thế là không ngờ thế nào nó lại chửa, có chửa. Nó hai thằng con da nhớn rồi, nó có chửa. Thì nó cũng xin viết thư vào đây cầu nguyện. Mà từ hồi nhà con biết lòng thương xót thì nó đi kiểm tra, không bệnh viện nào là không bảo khuyên là cháu bỏ. Thế nhưng mà con nhà con nó bảo, cháu nhà con nó bảo, bà ấy bà cứ cầu nguyện năn nỉ cho con. Từ hồi con biết đến lòng thương xót thì con không dám làm như thế đâu. Con cứ để đẻ, muốn như thế nào con để đẻ. Mà thậm chí cháu con còn bị dạn thận, cứ vào bạch mai lại ra, vào bạch mai lại ra. Mà con cứ ở nhà con cầu nguyện, con bảo các con là đọc kinh thì cầu nguyện cho chị, để cho chị coi như là được mọi sự bình an. Thế đến khi con, cháu nhà con mổ ra được hơn 8 tháng thì bác sĩ chỉ định mổ, thì mổ ra cháu gái được 3 cân mốt. Cháu gái được 3 cân mốt, bây giờ khôn ngoan khỏe mạnh. Thế là cháu con bảo đúng là không có lòng thương xót thì cháu cho ra rồi, chứ còn không bác sĩ nào là khuyên. Đến khi cháu con mổ thì lại bóc được 3 cây u ấy ra, mà lại không làm sao, không phải là cắt dạ con hay gì chứ cả, mà là đẹp cả mẹ cả con. Ôi giời, con phấn khởi, gia đình con phấn khởi, mà con, cháu nhà con cũng tín thác lắm, tín thác với Chúa lắm, cầu nguyện với Chúa lăn lỉ mà con sướng. Thế là con nhiều ơn mà này, các ơn anh con, các anh con. Thưa anh chị em nghe, đúng là hai mẹ con Hải Dương, nó không có thai mà nó có chửa, nó không sinh nhưng mà nó đẻ, thấy không? Cái từ rất là dễ thương như vậy đó, nó đẻ, nó có chửa, Chúa vẫn làm. 40 tuổi rồi, khối u trong dạ con rồi, tất cả các bác sĩ đều nói là không có hy vọng gì sống, nếu mà sinh thì cũng là dị tật bẩm sinh đủ thứ hết, và mọi người đều khuyên là bỏ. Ngoài lòng Chúa xót thương thì không còn nguồn hy vọng nào. Bây giờ thì mình nghe rõ chưa? Mình thấy rõ cái điều đó chưa? Không còn một nguồn hy vọng nào. Tất cả các bác sĩ, tất cả những người khôn ngoan đều chỉ khuyên là bỏ, không cách nào khác. 40 tuổi, tuổi đã cao, hai đứa con rồi, giờ thêm 3 cái khối u ở trong ở dạ con nữa, thì làm sao mà có thể sống được. Cái đứa bé đó sinh gọi là mổ đẻ, gọi là mổ đẻ, còn gọi là mình trong mình gọi là sinh gì, sinh mổ, còn đây là mổ đẻ. Sinh mổ hay mổ đẻ cũng vẫn cứ sống à, vẫn sống à, vì nó tin vào lòng thương xót Chúa. Còn nếu mà không có quyền năng lòng thương xót Chúa thì có sinh mổ hay mổ đẻ cũng tiêu thôi.
Đó, chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Để ngày hôm nay khi mà anh chị em nhìn vào lòng thương xót Chúa, thấy được cái điều kỳ diệu đó, thấy được cái điều kỳ diệu đó mà chỉ có lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Rồi đấy là vợ này, rồi chồng này, rồi cháu này, vậy tới ai nữa con? Dạ còn anh rể con. Vâng, còn anh rể con nữa chứ ạ. Anh rể con thì anh ấy là người ngoại đạo. Khi lấy chị con thì lúc đấy là do cái công việc hoàn cảnh thì nhà con làm phép tha thôi. Thế nhưng mà sau khi về quá trình sinh sống ấy thì cả gia đình con đã được quá nhiều ơn trên của Chúa rồi. Nên là anh mà tự bản thân anh nhận cảm nhận được là anh cũng được rất nhiều ơn của Chúa. Từ lúc đấy là anh yêu cầu là đi xin học giáo lý này, rồi xin rửa tội và đi lễ hàng tuần, và lại còn rất thích nghe giảng. Thích nghe giảng. Vâng. Nghe giảng về lòng thương xót Chúa. Vâng, và không cần như là không bỏ. Mình là có bận như thế nào đấy thì không đi hôm nay, có việc không đi thứ bảy này thì mình có thể đi chủ nhật này. Cố gắng để đến với Chúa ít nhất một tuần một lần. Vâng. Ở đây trong này mình gọi là xin gì đó. Phép chuẩn. Ở ngoài Bắc gọi là phép tha. Đấy lại hai mẹ con Hải Dương nữa đấy. Ở đây gọi là xin phép chuẩn hôn nhân khác đạo. Còn đây ngoài là gọi là xin phép tha, tức là cho đạo ai người nấy giữ. Mà thường hôn nhân đạo ai người nấy giữ thì nó dễ chịu hơn vì giáo hội cho phép mà. Vì có ép người ta theo đạo thì cũng còn lấy được vợ, còn thôi nhà thờ, ăn thua gì hết. Cho nên họ chấp nhận là để người con rể ấy theo đạo của người anh đó, hay là ngoại đạo đi, không tin đi. Nhưng mà rồi khi mà lấy nhau rồi, khi lấy nhau rồi, sống trong một cái môi trường mà tất cả những người trong nhà đều cảm nhận được quyền năng lòng thương xót Chúa đó, thì cái sức hút, cái sức mạnh đó nó mới hoán cải được cái người con rể này để tự động mà xin theo đạo, rồi say sưa say mê nghe giảng lòng thương xót Chúa và không bỏ thánh lễ Chủ nhật bao giờ. Đấy mới là những người thực sự theo Chúa, thực sự là những người theo đạo. Còn có khi những người đạo gốc giống như anh, giống như bà đây, giống như bạn đây này, chúng ta là đạo gốc, đạo truyền thống, đạo của ông bà để lại đấy, nhưng mà khô như ngói, đạo gốc là gốc cây, gốc rễ gì đâu. Chủ nhật đi lễ thì là cha chưa gì ấy, cha ra thì con mới vô, còn cha chưa vô thì con đã ra. Vô thì người bác gọi là gì? Là vào. Cha chưa ra, cha ra thì con mới vào. Mà cha chưa vào thì con đã ra. Đấy, nếu mình không có sắc tín vào lòng thương xót Chúa, mình dưới đạo nó chỉ là hình thức thôi con à. Chỉ là cho nó khỏi sợ tội thôi. Chứ còn không có lòng thật. Mà những người họ đi theo đạo phải đi thế đó. Họ theo đạo như thế từ một cái niềm sắc tín. Mà cái niềm sắc tín ấy, cái cảm nhận ấy là do các con, sự sáng của các con. Các con là ánh sáng cho thế gian. Việc tốt lành của các con chiếu rải ra để mọi người thấy việc lành các con làm mà ngợi khen cha các con trên trời. Những người không có đạo họ thấy những người có đạo, wow, họ sống tốt quá, họ dễ thương quá, họ tử tế quá, thì họ mới tìm hiểu về đạo và mới theo đạo. Cũng như là anh chị em nói về lòng thương xót Chúa. Anh chị em nói về lòng thương xót Chúa, người ta sẽ không tin hoặc chưa tin. Nhưng mà tôi nói về lòng thương xót Chúa từ những sắc tín của tôi được ơn lòng thương xót Chúa như thế này này. Ồ vậy hả? Cái anh rể anh mới thắc mắc, anh mới hỏi. Rồi thứ hai đấy là mình sống lòng thương xót Chúa, mình thực hành lòng thương xót Chúa trong cuộc sống của mình. Người ta thấy, nó có lòng xót thương, nó biết yêu thương người ta, nó biết chia sẻ với người ta, nó biết nghĩ đến người khác, biết quan tâm người khác. Còn người anh rể nào nữa không? Còn ai nữa không? Dạ còn hai bác rể nhà con. Hai bác rể thì có mẹ con là người đã truyền được cái lửa của lòng thương xót thì đến cho hai bác để kéo hai bác từ đã bỏ Chúa rất lâu rồi để quay trở lại. Và gốc như hai bác là không theo đạo, không phải là người bên đạo. Thế nhưng mà hồi xưa là lấy về thì là lại làm phép cưới. Nhưng mà cũng không đi.
tức là không theo Chúa, gọi làm phép thôi, làm phép xong là thôi. Nhưng mà mấy chục năm sau thì sau khi nói có lòng thương xót như này và cái ơn nhà con được cái gì nhận ấy, được ấy, thì là các bác quay về, còn chi tiết thì sẽ là mẹ con. Con thưa cha, nhà con được cứ mưa như mưa hồng ân ấy. Thế là con bảo anh con là em nói thật với anh chứ, bệnh cái thân xác của anh ấy thì đơn giản, nhưng cái tâm hồn của anh ấy, anh bỏ Chúa mấy chục năm, anh chỉ cần đi xưng tội như này. Trình cha, con bỏ Chúa mấy chục năm, giờ con cha tha cho con để con đi lại với Chúa, con gần Chúa hơn. Thế là anh con thôi dần dần đi, thế là mấy tuần nay coi như là xưng tội xong rước lễ hàng tuần, đi lễ hàng tuần. Thế còn con bảo là đấy, anh xem Chúa có bảo gì đâu, thì đi một tiếng đồng hồ ở nhà thì anh buôn được mấy câu chuyện mới hết, mà đi một tí là đã xong lễ rồi. Thế về anh thấy thanh thản không? Thế bệnh tật của anh coi như là suốt ngày tiểu đường với các thứ, mà mấy lần Chúa cứu như thế, nếu mà không coi như là vợ mà không biết thì anh chết. Thế có phải là Chúa cứu anh không? Thế thì anh phải tín thác vào Chúa, mà em nói cho anh nghe, đi lễ mà không rước lễ là rất là thiệt. Thế đâm ra anh cứ gần đến Chúa đi, không sao hết. Còn mẹ mọi người, người ta nhìn anh là ừ lâu lắm rồi không thấy, chả thấy đi lễ bao giờ, mà bây giờ đi lễ kệ, cứ cần Chúa biết là được, mà tâm hồn anh nhẹ nhàng là được. Con cứ bảo thế. Anh con là đi 60, hơn 60 rồi. Tức là lấy vợ thì mấy năm đầu thì còn cái ông đỡ đầu ấy, còn ấy thì là ông còn giục đi xưng tội. Thế đến lúc mà bố chồng con mất thì từ hồi bố chồng con mất là anh con không đi xưng tội nữa, là phải 30 năm. Thế là con cứ ra, con cứ chia sẻ với chị gạ, chị chồng. Con bảo dồi ôi sao các bác cứ lướt điện thoại làm gì, làm sao mà phải thế, cứ nghe một cha giảng này sướng lắm. Thế là con cứ mỗi hôm con đi đánh động một tí. Thế là mọi người thì bảo ôi dồi tôi không được như bà đâu. Bảo không, chị em mình bây giờ ấy rồi, thích lắm, cầu xin Chúa, cứ nhẹ hết cả người ra. Em cứ nhẹ hết người, em mang tính em bận như thế mà các chị dỗi này, mà em không có thời gian để nói chuyện với các chị như thế đâu. Em nói chuyện em sốt ruột, em phải về nhà. Về nhà là con đúng là từ hồi con biết đến lòng thương xót Chúa mà con tín thác vào Chúa. Mấy năm rồi từ hồi biết cha mà con chưa xem một bộ phim nào. Mà con chỉ có buổi trưa mở đài lòng Chúa thương xót, con nghe lại nghe cha giảng lại. Thế xong là đến tối con lại nghe cha giảng bài hôm sau, bài hôm còn sau. Xong bắt đầu là con thánh ca, xong con ngủ lúc nào thì con ngủ thôi. Không có rỗi đâu. Rỗi là cái gì? Rảnh là đấy. Hai mẹ con hãy dùng cái từ. Không có rỗi đâu. Không có rỗi đâu mà ngồi mà đi là đi, bây gọi đi tám chuyện, đi hết chuyện thì con gọi là đi gì? Ở bên con hay gọi là buôn dưa lê chà. Đi buôn dưa lê ạ. Đi buôn dưa lê là buôn sao? Ngoài Bắc hay gọi như vậy, như kiểu đi tám chuyện giống như ở trong này đấy cha, tức là ngồi một đám này là mình sẽ nói những câu chuyện, mọi câu chuyện để tám vui đi ạ. Vâng, thì ở ngoài Bắc gọi là buôn dưa lê ạ. Vâng. Không có rỗi mà đi buôn dưa lê đâu. Đấy. Chúng ta có nhiều giờ rỗi đi. Mà có giờ mà nghe về lòng thương xót Chúa thì lại bảo là bận lắm. Người Bắc cũng gọi là bận phải không? Phải không? Cũng bận, mình cũng gọi là bận hay là gì? Không có rảnh phải không? Không rảnh đâu. Rủ đi lòng thương xót Chúa, rủ đi cầu nguyện, rủ nghe bài giảng lòng thương xót Chúa thì không rảnh. Mà đi buôn dưa lê thì rỗi. Kỳ lạ vậy đó. Đi buôn dưa lê thì rỗi, mà đi cầu nguyện, đi nghe giảng thì không rảnh. Vậy là sao thưa anh chị em? Mà một người chị em là nói Đừng có lướt. Ngồi đó mà lướt. Gọi là lướt là cái gì? Điện thoại cứ lướt xem mọi người ạ. Đấy, đừng cầm cái điện thoại mà cứ lướt xem mọi người đó. Mà cái gì cũng lướt. Mà mỗi lòng thương Chúa thì nó không lướt. À, cứ đụng lòng thương Chúa thì nó cho qua. Còn cái kia thì nó lướt tới. Thì thưa anh chị em, và đặc biệt là các bạn, bạn nghe một bà mới học lớp 3 thôi. Mới học về lớp 3 thôi mà cái niềm sắc tím của họ. Xin lỗi Chúa nói. Lạy cha, con ngợi khen cha, vì cha đã mặc khải cho những người bé mọn, mà không cho những người thông thái, những tiến sĩ luật, những người học vị cao, quyền cao, chức trọng. Chẳng bao giờ nghe nói về lòng thương xót Chúa, chẳng bao giờ đụng đến lòng thương xót Chúa. Dường như họ không có trong đầu một ý niệm về lòng thương xót Chúa.
dù là họ quyền cao chức trọng, dù họ là học vị, dù họ nắm chức vụ này chức vụ nọ trong xã hội, có khi trong giáo hội nữa, nhưng mà có bao giờ mở miệng ra nói về lòng thương xót Chúa không? Có bao giờ dám nói lên ơn phúc lòng thương xót Chúa cho mình hay không? Hay là có nhận ra lòng thương xót Chúa, quyền năng ân phúc mà Chúa đầy lòng thương xót đang đổ tràn xuống trên mình hay không? Đau chứ, nghĩ mà buồn chứ. Đấy, một cái người nhà quê như thế này, học ba trường làng như thế này, mà để cho một người mà tới gần 40 năm bỏ Chúa quay trở về, chỉ bằng những câu nói rất đơn giản như vậy, nhưng mà với một niềm sắc tín. Lúc nãy chúng ta thấy ở trên là người lúc lấy không theo đạo, nhưng mà sau này thì mới theo đạo. Còn kế tiếp một người mà bà ấy vừa làm chứng là lúc lấy vợ thì theo đạo cho nó có. Con quỳ lạy Chúa trên trời, sao cho con lấy được người con yêu. Bây giờ con lấy được nàng, con không đi lễ nữa, Chúa làm gì con? Đó là như vậy thưa anh chị em. Chúa cũng chẳng làm gì, vì nếu mà Chúa làm gì thì mình chết chắc. Chúa làm gì thì cái anh chàng này làm gì còn có cơ hội mà quay trở về. Chúa mà làm gì thì thằng đó nó chết chắc rồi. Mà Chúa vẫn kiên nhẫn, vẫn đợi chờ 30 năm, 40 năm để biết bao nhiêu người nói nó chả nghe, để cái bà lớp 3 trường làng này nói mà nó nghe, nó quay trở về. Quay trở về với Chúa. Đi lễ hàng ngày và rất là siêng năng đấy. Còn nữa không con? Dạ còn nữa. Còn. Dạ còn có bà, còn có vợ chồng ông bà dì con ạ. Không, đang nói về những cái người mà họ được ơn mà quay trở về đó. Hai ông anh rể rồi phải không? Còn ông nào nữa không? Ông rể, ông riêu, ông râu, ông rể nào nữa không? Dạ, còn một bác rể nữa ạ. Còn bác rể nữa, rồi bác rể nữa sao? Mà bác rể nữa thì cũng quay trở lại với Chúa. Tức là cũng đặt lòng tin. Bác ấy thì rất là thông minh. Bác ấy đọc cũng rất là nhiều. Sách kinh thánh mọi thứ bác đọc rất nhiều. Nhưng mà để nói cái sắc tín của bác thì nó chưa để đạt đến cái mà dành trọn tâm trí cho Chúa. Nhưng mà một biến cố xảy ra cho bác thì sau lúc đấy ấy, thì là bác đã có niềm tin ạ. Thì để cho mẹ con sẽ kể thì sẽ xin đọc. Chị kể tiếp cho mọi người nghe. Bà lớp 3 dám đụng đến một người gọi là có học thức, học rộng, biết nhiều, và cả về kinh thánh, về giáo lý nữa, chứ không phải chơi đâu. Đấy, vì họ chỉ là những người mà có học trong cái đầu thôi, chưa vào trong trái tim. Chỉ những sự kiến thức về sự hiểu biết thôi, chứ chưa có cái cảm nhận. Nào, kể cho mọi người nghe, làm sao mà thuyết phục hay là khuất phục được cái con người mà học cao hiểu rộng hơn chị biết bao nhiêu lần như thế. Vâng, con thưa cha và cộng đoàn, đến lúc anh rể con bị ngã, nó mới gãy cái xương chậu. Thì đến khi gãy xương chậu đi bệnh viện, thì chị con sợ quá, chị dâu con sợ quá. Người ta bảo phải lên tuyến trên, phải lên ở từ Hải Dương, mà cháu ở Hải Dương là bác sĩ trưởng khoa xương, bảo lên ngay tuyến trên để phẫu thuật. Lúc lên tuyến trên người ta bảo gãy xương rồi thì phải đóng hơn 100 triệu. Thế chị con bắt đầu sợ quá, mắt xanh lanh vàng, rối tím ở nhà cầu nguyện cho chị nhá. Thế là Chúa biết rồi, hai anh chị phải tín thác vào, cứ phải lăn lỉ với Chúa vào, không được rời ra. Đây sách của em đây, vợ, các đồ em cho nhà em đi bệnh viện thì chị cầm lấy xong rồi lại đi về. Thế là con bảo thế thì đến lúc anh con nên được đến Hà Nội chụp chiếu thì bác sĩ bảo phải điều trị cái phổi thì mới điều trị cái chân. Khi điều trị cái phổi thì con cứ gọi điện lên thì chị con ở trên đấy và thế có cầu nguyện vào, anh ấy tự nhiên anh bảo hai vợ chồng mình cầu nguyện. Thế con bảo cứ tím tắt bám chặt vào. Thế cứ dần dần như thế thì chị con bảo thím tâm ơi, có sự lạ. Thế một tí nữa thì bác sĩ gọi chị con vào đi kiểm tra, lại cứ vẫn cây phổi lấy. Đến lúc kiểm tra lại thì người ta lại bảo không làm sao, mặc chân khít. Thế là bác sĩ coi như là y tá bảo thế thì anh chị muốn về bây giờ hay là đấy, bảo thế thì không làm sao thì đi về thôi, tạ ơn Chúa đi về.
Thế con bảo xong là chị lại gọi điện cho con từ trên Hà Nội: tím lại lên trên nhà thờ tạ ơn Chúa cho chị nhớ, đi về rồi. Bảo đấy, cái túi của em mang cho nhà em đi bệnh viện, đưa cho vợ chồng chị. Em bảo rồi là lại đi về, cứ tin tác của Chúa là đi về. Con cứ vô tư con bảo thế. Thế đến khi về thì anh con, thì con đưa cho quyển Tâm Tư Lòng Nhân Hậu, con đưa cho quyển Fossila dày như này, thì anh con cứ đọc xong là anh con ghép từng ấy một. Thì anh con bảo là anh cứ cầu xin Chúa đi, mà anh con thì làm dấu một ngày không biết là bao nhiêu mấy chục lần, mà đi cũng đi giảng đạo đấy, đi giảng đạo cho mọi người, nhưng mà không ngày nào cũng lên nhà thờ thầm tín với Chúa, mang thuốc các thứ lên trình bày với Chúa. Thế nhưng mà vẫn chưa chịu ơn, tức là vẫn chưa được ăn mình thánh Chúa, con vẫn buồn. Thế đợt này lại bị, đang bị coi căn bệnh như là u phổi. Lên đến bệnh viện người ta bảo thế anh có nhập, anh có xị trạ không? Thì bảo không, rất cơ tôi không trị xạ, mà tôi đi về, cứ cho tôi thuốc tôi về. Đến khi về con bảo chứ không làm sao đâu, anh cứ tín tác vào Chúa mà đằng nào cũng chết, như Chúa gọi chưa chết được. Kiểu gì cũng chết, nhưng Chúa gọi thì chưa, chứ không gọi thì không chết được. Anh cứ vô tư đi, anh cứ phải lên nhớ là bây giờ, đấy anh xem, người ngoài thì anh đi bệnh viện đấy, làm gì có ai đi cùng với anh đâu, chỉ có ngoài vợ chồng con anh ra thôi. Mà vợ chồng anh con thì như nước mới lửa. Thế nhưng đến lúc mà có bị làm sao thì chỉ vợ chồng nó cứ xúm vào. Thế nên khi con bảo đấy nhá, anh xem nhá, anh phải lên nhớ là ngoài vợ chồng ra thì không còn ai. Thế đâm ra là anh phải vô tư đi, Chúa gọi anh về lúc nào anh xin vâng, chứ không cần phải làm bộ làm tịch với cả vợ con. Thế con cứ nói thế thì anh đi kiểm tra lần thứ hai. Người ta bảo thế uống thuốc gì mà khỏe thế? Bà không, tôi chẳng uống thuốc gì, tôi cứ lấy thuốc ở đây về tôi lại lên trình bày với cả Chúa. Là đây người ta cho con uống thuốc này. Thế là anh cứ đi chơi. Chả có người nào đi bệnh viện nửa tháng nhưng người ta đến chơi thì bảo không làm sao hết cả. Đi về không cho người ta đến chơi. Thế là anh con đi cứ đi kiểm tra thì bác sĩ thì cứ bảo khỏe ra, con bảo tinh thần là chính, tinh thần sẽ khỏe gì là bệnh sẽ hết. Mà Chúa gọi lúc là xin vâng. Em nói thật với anh chứ, giờ năm nay anh hơn 70 tuổi rồi, còn cái gì nữa đâu. Thế là con cứ bảo thế. Thế là cứ vô tư thế, xong bảo chỉ có cái bà này. Mà thế em nói thật với anh chứ em, nếu mà các con các cháu em mà nó lớn nào hết rồi mà Chúa gọi em biết không, về em xin vâng ngay. Còn bây giờ các cháu vẫn còn cần em thì thôi em cứ phục vụ hết mình thì thôi chứ còn. Thế mà anh ấy cứ vui vẻ, bị bệnh như thế nhưng cứ vui vẻ, mà ai cũng thế, là con cứ động viên thế thôi chứ con chả biết nói cái gì hơn. Thế là vui vẻ thì là vợ chồng thì tín thác vào Chúa, với cả con gái tín thác lắm. Cô út đang buồn bã, thím với thím con buồn bã, một phát con đưa cho mấy quyển sách liền. Con bảo là mỗi lần mày buồn bã mày dở mày đọc mà chia sẻ xong là mày mở Cha Long ra thì tín thác vào nghe lời Chúa là tâm tinh thần mày thoảng sảng khoái mà không có lo lắng cái gì cả. Mà nó kiếm được nhiều tiền nhưng nó cứ bảo lo lắng, thế con mới đưa cho. Thế là từ hôm đến giờ nó đi mua sách, mua các ấy để về nó đọc, mà con nhà nó cũng thuộc vanh vách trạ. Thế mẹ nó thì lên chăm sóc, là cái chị là chợ vợ cái anh con vừa kể chuyện ấy, là lên đấy chăm cháu thì là cứ bà mở ra thì các cháu đọc theo. Thế là con cứ thấy phấn khởi thì con chả biết thế nào, nhưng mà Chúa cũng là Chúa đánh động nhà con cả xóm luôn. Các cái người coi như là chả đi lễ đi liếc gì, nhưng mà con về con cũng cho sách, con xin sách của con cho, con còn đài con cho. Thưa anh chị em, nay học được nhiều từ mới, gọi là ở trong này mình gọi là sợ xanh mặt phải không? Sợ xanh mặt, còn đây là xanh mặt nanh gì? Nanh vàng ấy. Mặt xanh nanh vàng, đúng rồi. Sợ mà mặt xanh nanh vàng ra. Mà con đưa một phát thôi. mình nói là con đưa một lúc hay một mớ gì đó. Này đưa một phát là xong. Chỉ có mặt xanh nanh vàng mà một phát là xong. Mà có điều mà chị nói, tôi thấy, không biết là con là người làm vợ và có gia đình, con thấy sao? Đấy là thưa người chồng với vợ, đôi khi chị đều gọi là như nước với lửa, là không hợp, khắc khẩu. Cứ gặp nhau là nảy lửa, gọi là. Nhưng mà đến lúc mà có việc, như người mẹ thấy rõ đấy, còn ai nữa đâu, cũng chỉ có vợ thôi. Anh nhớ giùm tôi, chỉ có vợ thôi là người bên cạnh thôi.
Còn bạn bè hay là bà con lối xóm thì họ cũng chỉ xa xa vậy thôi. Chỉ có người vợ là người mới sát cánh với mình trong những lúc gọi là khốn khó, khốn cùng, lúc thập tử nhất sinh. Cũng như đối với chị chẳng hạn. Chị có khó chịu với chồng chị, nhưng mà lúc mà chị gặp thập tử nhất sinh hay là gặp những căn bệnh nan y mà nằm đó thì cũng chỉ có chồng thôi. Đúng không con? Dạ đúng chứ ạ. Vâng. Kể cả bọn con làm con ấy, khi bố mẹ con bị bệnh thực sự là cũng không thể nào mà có thể chăm sóc, mà đi kè kè mà để chăm 24/24 cho bố mẹ được. Chỉ có thể là hai ông bà chăm sóc nhận nhau là tốt nhất. Mà thực ra là ông chỉ thích bà chăm hoặc bà thích ông chăm thôi, bởi vì là biết được tính của nhau. Chứ bây giờ các con chăm không ở cùng là cũng không phải là, cũng không biết tính của tao đâu, cũng không ưa đâu. Nên cũng nhiều khi cũng muốn, thế nhưng mà cũng không thích. Bởi vì là chỉ thích chồng tao, vợ tao chăm cho tao là gần nhất. Gọi cái có luôn, chứ gọi chúng mày nhiều khi chờ con 5 phút, 10 phút rồi công việc bắt đầu mới đi về được. Chị nói vậy tôi đâm tủi thân. Chị biết tiêu tủi thân sao không? Nhà cha không phải tủi thân đâu chú ạ. Cha có rất nhiều các con chiên đấy chứ. Ông thì có bà thì có ông, còn tôi có ai bây giờ? Ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Bây giờ thì thời giờ nó không có nhiều, nhưng mà nếu mà còn một cái ơn nào thì con có thể nói tiếp cho mọi người, để gọi là dốc hết tình này chia sẻ với mọi người cho họ cảm nhận được, chạm đến đáy của tâm hồn nào còn đang khô cằn, nghi ngại, nghi ngờ, thì hãy nghe mở lòng ra, nghe mà cảm nhận được ơn phúc lòng thương xót Chúa. Dạ còn ơn của bà dì con ạ. Bà dì con thì chắc là mẹ con thì sẽ rõ hơn, nên là mẹ sẽ nói câu chuyện của bà với cả ông. Vâng, cho mọi công đoàn. Dạ con thưa cha và cộng đoàn, bà dì con thì đúng là từ hồi lấy chồng, lúc bà dì con mất là 72 tuổi. Thế nhưng mà bà dì con lấy chồng xong là bỏ Chúa luôn. Thế đến khúc bà dì con bị cái căn bệnh ung thư xương, thì bà dì con cứ cầu nguyện cho bà dì con là phải được gặp Chúa, chứ không gặp Chúa là không chịu được. Mà con cầu nguyện lên lỉ, mà con đọc cả tuần cửu nhật. Xong là như là bà dì con lại bảo chứ cầu nguyện cho dì nhớ, dì cũng mong các em là thôi cho dì vào bệnh viện đi, chứ dì để phải gặp Chúa. Mà trong khi đó là con, lúc con biết đến lòng thương xót là con cho dì con đài này, cho con dì con các loại sách này để dì con đọc. Thì dì con đi lễ được hơn 2 năm, xong bắt đầu dì con mới bị căn bệnh ý. Thế đến khi bệnh căn bệnh ý thì con cứ ở nhà con năn nỉ, mà lòng nào, ngày nào con đọc tuần kỷ nhật. Thế để cho dì con coi như là đánh động các em con, để cho các em con cho dì con về để làm các phép. Thế đến khi lúc dì con về được thì là bà bác con đi lên trình cha, thế là thông đạt với cả chú ý, thì con bảo chú là chú chỉ cần đứng để làm chứng cho dì con thôi, để dì con đi thanh thản. Chứ còn bây giờ cái bệnh của dì con là không, chỉ có nhờ Chúa là Chúa cho dì con đi thanh thản, không đau đớn. Chứ còn cái bệnh ung thư là rất đau chả. Thế mà đến khi mà con cứ đến con cầu nguyện lòng tôn rốt, con đọc lòng thương xót cho dì con thích lắm. Mỗi lần con đến con đọc, con bảo dì làm dấu đi, xong dì xin Chúa cho khỏi thì chữa lành, không thì cho con bớt đau đớn để cho con đi thanh thản. Dì cứ cầu nguyện thế thôi. Thế là con đọc cho dì con thì dì con cũng đọc theo, lúc tỉnh táo vẫn đọc theo. Thế lúc dì con đi, cha ơi chưa, con dâu của dì là bác sĩ, mà con dâu của em ơi, chị ơi, em chưa bao giờ thấy một bệnh ung thư xương nào mà lại đi thanh thản như mẹ em. Thế con bảo là mẹ em được rất nhiều ơn vô cùng, mẹ em tín thác vào Chúa. Cái quyển lòng thương xót con ra con đọc hàng ngày cho dì con, đến lúc mà dì con mất là con bảo em con là cho hết vào ván để cho dì con đi, để dì con đọc. Thế mà đến lúc bây giờ, thì chú con lúc chết thì chú con không đi xin cho vợ một ván lễ nào, mà không nói tên là ông Thanh xin cho bà Phòng là Maria, mà chỉ có con chỉ bảo các em con là xin cho mẹ. Thế đến khi bây giờ được Chúa đánh động như nào mà chú con đi nhà thờ, mọi người cứ nhìn, mà con chú con ở chùa thì chú con là các cái ngày lễ là mặc áo dài với cả cầm cái gì gõ chắc đấy. Đấy. Quy y. Quy y xong rồi cầm cái mõ tụng kinh chứ mà gõ chắc. Bao nhiêu là ngày con gặp chú ấy thì con bảo chú xem bên nào cũng cầu cho bố mẹ, mới cầu cho ông bà tổ tiên.
chứ chú là cũng không phải là chưa quy Phật quy viết gì, mà chú là chỉ đạo ông bà thôi. Thì nếu mà chú không theo thì chú tiếc lắm. Còn bên nào cũng dạy coi như là phải cầu nguyện, người chết cũng như người sống phải cầu nguyện. Người chết thì cầu coi như là được Chúa thương xót, còn người sống thì được Chúa cho bình an và tâm hồn thoải mái. Chứ chú đấy, chú nghe, chú thỉnh thoảng chú nghe đài mà xem, mà chú cứ mở cái YouTube ra, bên nào cũng dạy thế. Chứ còn chỉ có bây giờ là Phật bây giờ là người ta cứ đi làm lung tung thôi, chứ còn đúng Phật là không dạy như thế, cũng dạy như bên đạo, y xì như thế. Thế là chú con nghe ra, giờ đi lễ ai, xong bảo chú đi lễ nhá. Người ta cứ nhìn chú, bảo chú chỉ cần như này, cô chú vào chú đi lễ, chú bảo lạy chú hôm nay con đến với Chúa, con xin cầu nguyện cho linh hồn Maria vợ con Phạm Thị Phòng. Thế là chú thanh thả, chứ còn chú kệ, ai người ta nhìn chú kệ. Thế là chú con đấy, thế là mấy tháng nay cứ đi lễ. Thế con sướng quá, con bảo rồi sao đánh động được bao nhiêu người. Mà lúc nào con còn nói chuyện, ai nói chuyện lòng thương xót thì con nói, chứ còn nói chuyện buôn vớ vẩn thì con không buôn. Mà chú ấy là người Đạo Phật. Mà thưa anh chị em, tôi lại học thêm một cái từ mới là chưa có xin một cái ván lễ nào. Mình gọi là xin thánh lễ, xin lễ cầu hồn, xin lễ. Đây là một ván lễ, đấy. Cho nên có những cái từ mà mình thấy nó rất là thú vị, thú vị. Mình trân trọng những cái nét văn hóa địa phương, cái từ địa phương đó, để mình học thêm để làm giàu cái kho tàng ngôn ngữ Việt Nam mình. Rất là hay, rất là hay. Cho nên hôm nay chúng ta gặp được hai mẹ con Hải Dương về đây, đúng hay thật, hay không? Dạ hay. Hay không? Dạ hay. Hay quá là hay, xin thương một tràng pho tay. Hay quá là hay, xin thương cho một nụ cười. Hi hi hi, ha ha ha, ha ha ha. Bây giờ thì không còn giờ nữa, trước khi kết thúc thì cái điều quan trọng nhất là mình nhận được ơn rồi, mình làm chứng loan truyền. Nhưng mà đây trong cụ thể là hai mẹ con chúng con đã loan truyền cho mọi người biết về lòng thương xót Chúa như thế nào. Đối với cha thì có sách, có máy, có ảnh, có chuỗi, lúc nào có những cái phương tiện đó để cung cấp cho anh chị em hoàn toàn miễn phí. Anh chị em cần máy, sách, ảnh, chuỗi, chúng tôi sẵn sàng gửi đến cho anh chị em, để anh chị em trở thành những cánh tay nối dài, tiếp nối công việc loan truyền, giới thiệu lòng thương xót Chúa cho mọi người. Con đã đi loan truyền lòng thương xót Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người cái cách thức của con. Một người mà học lớp 3, một người nhà quê như vậy thì họ loan truyền như thế nào? Dạ, con thưa cha và cộng đoàn, từ hồi con được lòng thương xót Chúa đánh động thì con đi lễ hàng ngày. Mà mọi người bảo chịu khó đi lễ thế, con bảo ôi dồi không đi lễ thèm lắm. Thế là con cứ đi lễ thôi, mà con bảo các chị con là dồi ôi buôn làm gì, một ngày một có một tiếng thôi, đi lễ một tí đã về rồi. Thế mà các chị cứ nói chuyện này, tiếc lắm, em tiếc lắm, con cứ bảo thế. Thế nên khi mà các bạn bè con, là con bảo dồi ôi dành ra một thời gian một tiếng thôi mà nghe lời Chúa mà hay lắm. Mà đi lễ thì đi sớm sớm và mà đọc 50 kinh cho các cụ, chứ còn cha ra rồi mới đọc buồn lắm, tiếc lắm. Con cứ đi mà tất cả xóm đều nói chung là nhìn vào nhà con, là cái nhà con được ơn lòng thương xót, mà nhà con thực hành được lòng thương xót như thế. Thế còn nhiều khi vẫn còn thiếu sót, sách vở thì rồi con in ra rồi đài con mua, xong con mua là cái đài của cha rồi, nhưng mà con về người ta thâu âm lại, xong là con lấy cái người ta cũng có cái đài như của cha ấy. Thế nhưng mà con lại bảo người ta là thâu sang, xong con đi cho rất nhiều. Cái đợt đầu tiên là bắt đầu nhà con được ơn đấy, con đi cho nhiều, xong là tâm thư lòng nhân hậu của cha con lại in ra, xong con cho ai cần đến là con cho ngay. Cái đứa cháu hôm vừa rồi mẹ nó cũng vào giáo điểm tin mừng, nhưng mà nó lại không tín thác như mẹ nó, lại không nói được, nó vào nhà con cô còn quyển lòng thương xót là tâm thư lòng nhân hậu đúng không, cho con một quyển, đây ta cho mày một quyển. Thế xong mày không xin mẹ mày, ui giời mẹ con ngại lắm. Và thế mẹ mày đi ấy thì mày không xin, đây tao cho mày, nhưng mày phải vai vợ chồng mày phải tín tác vào Chúa, thì xin Chúa cái gì thì mày cứ nói chuyện với Chúa, chứ không phải là mày chỉ xin xong là mày để qua là không được, mà phải tín tác vào Chúa. Mỗi lần muốn xin cái gì hay gì cứ nói chuyện, như là nói chuyện mình với cả hai vợ chồng với nhau này, thì là Chúa sẽ ban cho. Tại vì hai cháu là bị hiếm muộn thì đi cấy rồi, thế nhưng mà lại bị hỏng.
Thế là cháu nó mới bảo thôi, chỉ mỗi xin mỗi cô Tâm cô ấy hay cầu nguyện thì xin cô Tâm. Bảo đấy cứ tín thác vào, còn Chúa cho lúc nào là do các cháu. Cháu tín như thế nào cháu được như thế, cháu cầu như nào cháu được như thế, chứ còn... À, trước khi kết thúc thì còn hôm nay hai mẹ con Hải Dương đến đây và cho chúng ta những nụ cười rất là vui, dễ thương và tế nhị, nhẹ nhàng. Lâu lâu điểm hẹn Chủ nhật chúng ta cũng cần những nụ cười thật là thoải mái như thế. Vì rất nhiều giọt nước mắt đã khóc bởi những tâm hồn đau khổ họ lên nội chia sẻ, họ được ơn của Chúa. Nhưng hôm nay Chúa đã lau sạch những giọt nước mắt của chúng ta vào ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng 11, tháng các linh hồn. Như Chúa nói, ta sẽ lau sạch mọi giọt lệ và cất chiếc khăn tang bao trùm muôn dân. Hôm nay Chúa đã cho chúng ta thấy điều đó. Trước khi kết thúc, cha xin được gửi tặng cho con chàng lòng thương xót Chúa, Chúa Minh Côi, là chuỗi mà con vẫn từng và bác đã từng lần chuỗi, xin gửi tặng cho con chuỗi lòng thương xót Chúa, Chúa Minh Côi. Và bây giờ thì con không cần phải đi in hay là đi photo cuốn sách nữa hay là máy nữa, vì cha có sẵn sàng máy gửi tặng cho chúng con. Xin giới thiệu, đây là radio thư tình lòng thương xót nha. Và đây là radio lòng thương xót Chúa với bệnh nhân. Và đây là radio nhật ký thánh nữ Faustina. Mà đây là radio các bài giảng lòng thương xót Chúa. Và đây là cuốn sách kinh nguyện lòng thương xót Chúa, cuốn mà con đã photo từ hồi giáo điểm tin mừng ấy. Bìa cha sửa lại, viết lại cho nó gọn và rõ ràng hơn và in thành cái bìa cứng đầy đủ chuỗi luôn Minh Côi, chuỗi lòng thương xót, rồi biến làng thánh giá, rồi những bài hát về Chúa, về Đức Mẹ, về các thánh, và nhất là lần chuỗi lòng thương xót Chúa để xin ơn chữa lành, rồi những kinh xin ơn chữa lành cho các bệnh nhân, và kết thúc là những bài viết chia sẻ về lòng thương xót Chúa. Tại sao không ai nói cho chúng tôi biết về lòng thương xót, để gửi tặng cho chúng con. Và nếu hai mẹ con chúng con mà cần bao nhiêu sách, bao nhiêu máy để đi về loan truyền lòng thương xót Chúa thì cứ nói, cha sẵn sàng gửi ra cho chúng con. Hoặc chúng con có thể hôm nay đi về thì bỏ hết hành lý lại, chỉ đem máy sách ảnh chuỗi thôi, được không? Vâng, sáng con đã mang một bọc rồi. Mang một bọc rồi, mà lại một bọc rồi. Giời ơi, một bọc rồi, giời ạ. Nãy giờ chỉ dùng chữ giời ơi với giời ạ, tôi rất hay lắm. Còn đối với con một người trẻ, tương đối cũng có học thức, thì trước khi kết thúc con nhắn gửi với các bạn trẻ như thế nào để các bạn trẻ tin thác và cũng hăng say đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Dạ, thưa cha, là con cũng muốn gửi gắm đến các bạn trẻ là hãy tín thác vào Chúa. Chỉ khi mình thật sự tín thác ấy, thì mình sẽ làm được những cái mà mình mong muốn, bởi vì là bản thân mình cũng đã trải qua rồi. Chỉ có Chúa mới làm được thôi, có những cái mà không thể nào mà giải thích được đâu. Nên là mình hãy tín thác nhé. Vâng, tín thác có nghĩa là luôn trông cậy nơi Chúa. Mời anh chị em và các bạn mở kinh nguyện lòng thương xót Chúa trang 80. Chúng ta cùng nhau hát bài Trông cậy Chúa của linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy, và nói lên niềm xác tín của mình luôn luôn tín thác vào Chúa, trông cậy vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương không còn nguồn hy vọng nào. Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng lời Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con lương bóng Chúa tôi, con xin trao về Chúa. Niềm tin và ước mơ này được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân cha. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Giữa tháng năm đời sống,
nhiều khi mưa đổ bên trời, đam mê nâng lòng người, niềm đau khơi nước mắt rơi. Nhưng anh sao còn đó, còn tin yêu ngước lên trời, tình thương Thiên Chúa muôn nơi, ngàn năm soi ánh tin vui. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên.